chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, hôm nay các tỉnh thành miền Bắc đang chịu sự chi phối bởi khối không khí lạnh tăng cường có cường độ yếu và lệch đông nên chỉ gây ra mưa diện rải rác tập trung ở phần phía đông khu vực Bắc Bộ. Từ đêm nay thì mưa giảm nhanh xuống vài nơi, ban đêm nhiệt độ thấp nhất hạ xuống ngưỡng phổ biến ở khoảng 18 đến 21 độ, vùng núi có nơi là 17 độ, vùng núi cao có nơi thấp hơn. Trong ngày 25-26 tháng 11, khối không khí lạnh chi phối thời tiết khu vực Bắc Bộ sẽ suy yếu. Thời tiết trên toàn khu vực phổ biến ít mưa, ban ngày mây giảm nên trời có nắng vừa phải. Nên nhiệt độ có xu hướng tăng lên khoảng từ 1 đến 2 độ. Nhiệt độ cao nhất trong 2 ngày tới phổ biến từ 26 đến 28 độ. Riêng khu Tây Bắc thì nhiệt độ cao hơn ở ngưỡng 29 đến 30 độ. Sang đến ngày 27-28 tháng 11, khả năng không khí lạnh sẽ được tăng cường dần trở lại. Đợt không khí lạnh này dự báo ít gây mưa nhưng sẽ làm cho nền nhiệt độ có xu hướng giảm mạnh. Đối với các tỉnh miền Trung, cùng với quá trình tăng cường dồn xuống phía Nam của khối không khí lạnh cũng đã gây ra mưa, mưa rào xuất hiện ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ trong hôm nay. Dự báo trong 2 đến 3 ngày tới dọc các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi vẫn có mưa, mưa rào diện rải rác. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở khu vực này dao động xung quanh mức là 25 đến 28 độ. Trong khi đó ở khu vực Nam Trung Bộ lại phổ biến ít mưa, ban ngày có nắng, về chiều tối và tối thì cục bộ xuất hiện mưa ở diện vài nơi. Nhiệt độ ở khu vực sẽ cao hơn, chạm ngưỡng là 28 đến 31 độ. Đối với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, trong 3 ngày tới thì hầu như thời tiết chưa có sự thay đổi. Cả hai khu vực này vẫn khá là khô ráo, ban ngày có nắng với mức độ vừa phải và nhiệt độ cao nhất trong ngày ở khu vực Tây Nguyên phổ biến ở khoảng 28 đến 31 độ, còn khu vực Nam Bộ là từ 31 đến 34 độ. Về chiều tối và đêm có thể xuất hiện mưa dông cục bộ nhưng không mạnh mẽ, tuy nhiên trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhìn chung thời tiết nơi đây khá thuận lợi cho cuộc sống thường nhật cũng như mọi hoạt động lưu thông ngoài trời của bà con. Chuyển sang những thông tin thời tiết trên biển. Khu vực phía bắc của Biển Đông, bao gồm quần đảo Hoàng Sa có mưa vài nơi, gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Khu vực giữa và nam của Biển Đông, bao gồm vùng biển huyện đảo Trường Sa, gió đông bắc duy trì ở mức cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Mưa dông xuất hiện ở diện rải rác trên vùng biển phía Nam, tầm nhìn xa giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Nhìn chung trên các vùng biển đều đang có gió mạnh nên mọi hoạt động hàng hải cần chú ý đề phòng, gió giật và biển động nguy hiểm. Đặc biệt là trên vùng biển phía Nam còn có mưa dông dễ gây lốc xoáy nguy hiểm. Như vậy là trong 2 ngày tới, khu vực Bắc Bộ phổ biến ít mưa, ban ngày giảm mây, có nắng nhẹ, nên nhiệt độ có xu hướng tăng lên khoảng 1-2 độ. Sau đến ngày 27-28 tháng 11 trở đi, khả năng không khí lạnh lại được tăng cường. Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến có mưa dông vài nơi, ban ngày trời nắng với mức độ vừa phải. Khép lại bản tin thời tiết cuối ngày hôm nay là phần nhiệt độ chi tiết các tỉnh thành trên cả nước trong ngày mai. Chúc quý vị có một đêm ngon giấc, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.